đầu để lạ thành quen. Thơ hay đẹp chúng em xin mời, mời quý vị đến với ca khúc Khách đến chơi nhà do các ca nam nữ trình bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với giá trời, tượng đài thịnh dòng còn bảy mây trôi, ngắm về xuân sân dục núi đôi, thơ thiên tình rủ mây trôi bồng bềnh. Mời quý vị đến một ca khúc rất quen thuộc, Gọi Bạn, sáng tác của Nguyễn Ích Quyết, trình bày tốt ca nam nữ Sóc Sơn, đoàn Lạc Sơn, câu lạc bộ Lạc Sơn trình diễn ạ. Yeah.
trình một ca sĩ của đoàn Thanh Mai đến bài hát Thơ Tình Nhớ Mùa Thu, nhạc lời của Phan Hùng Biểu, người biểu diễn Thanh Loan, xin được trân trọng kính mời. Thank you.
kính thưa các vị đại biểu, thưa tất cả các bạn, vị huynh, vị hữu gần xa, Nam Sơn mảnh đất thiên đường, có nhà thờ mạng, quê hương lâu đời, cách xa nhau một khoảng trời. Về đây, tụ hội xin mời vui chung. Vâng, rất vinh dự và tự hào cho quê hương Nam Sơn của tôi hôm nay, một vùng đất trung du nằm cách xa ở phía bắc của thành phố, cách trung tâm Hồ Hoàn Kiếm 50 km, đã nhận được một nguồn thông tin vô cùng đặc biệt, đó là câu lạc bộ thơ Lục Bát thành phố Hà Nội chỉ đạo cho câu lạc bộ thơ Lục Bát huyện Sóc Sơn đứng ra tổ chức đăng cai một chương trình giao lưu thơ Lục Bát được diễn ra tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn trong ngày hôm nay. Đó là lý do chính của buổi họp mặt. Đề nghị toàn thể hội trường ta hoan hô nhiệt liệt. Về dự với buổi gặp mặt giao lưu hôm nay, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn có ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, trưởng ban tuyên giáo xã Nam Sơn, đang xây dựng, đề nghị ta nhiệt liệt chào ông. Ông Đồng Xuân Hội, chủ tịch hội người cao tuổi xã Nam Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học nghệ thuật xã Nam Sơn, các bạn, đề nghị ta nhiệt liệt chào ông. Ông Ngô Nguyên Cần, chủ tịch câu lạc bộ thơ Lục Bát thành phố Hà Nội, đề nghị ta nhiệt liệt chào ông. Ông Đỗ Trung Minh, phó chủ tịch câu lạc bộ thơ Lục Bát thành phố Hà Nội, đề nghị ta nhiệt liệt chào ông. Và tất cả các đoàn đến giao lưu, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gồm có các đoàn của Sóc Sơn, Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Oai và Nam Sơn, cùng với toàn thể các ông bà nam nữ thủy thi hữu của 6 câu lạc bộ thơ Lục Bát trong toàn thành phố với 99 người tham dự chương trình giao lưu, đề nghị ta nhiệt liệt chào đón. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể mọi người có mặt trong buổi giao lưu, sau đây ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Nguyên Ngân, chủ tịch câu lạc bộ thơ Lục Bát thành phố Hà Nội, lên tuyên bố khai mạc buổi giao lưu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các nhà thơ, các bạn thơ, trước hết cho phép tôi thay mặt ban chấp hành câu lạc bộ thơ Lục Bát Hà Nội xin gửi tới quý vị đại biểu, các nhà thơ, các bạn thơ lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe hạnh phúc và lời cảm ơn chân thành về sự hiện diện của tất cả chúng ta có mặt trong buổi giao lưu thơ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 và chào mừng thành công đại hội 14 của câu lạc bộ thơ Lục Bát Hà Nội. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các nhà thơ, các bạn thơ, chương trình giao lưu thơ được tổ chức tại Sóc Sơn, Hà Nội, được sự giúp đỡ của địa phương, sự cộng tác tích cực của ban chủ nhiệm và hội viên câu lạc bộ thơ Lục Bát Sóc Sơn. Trong buổi về dự buổi giao lưu hôm nay, sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo địa phương thể hiện sự quan tâm và là niềm cổ vũ động viên rất lớn đối với phong trào văn hóa văn nghệ nói chung và thơ Lục Bát nói riêng. Về dự buổi giao lưu hôm nay, ngoài sự hiện diện của các câu lạc bộ thơ Lục Bát thành viên, chúng ta rất vui được tiếp đón ban chủ nhiệm và đông đảo hội viên câu lạc bộ thơ huyện Thanh Oai, những người cũng rất yêu thơ Lục Bát. Thời gian qua đã có nhiều tác giả của câu lạc bộ thơ Thanh Oai có đóng góp tác phẩm của mình trong các quyển tập thơ Lục Bát Việt Nam được phát hành trong cả nước. Trong buổi giao lưu tình cảm thân mật này, cho phép tôi thay mặt ban chấp hành câu lạc bộ thơ Lục Bát Hà Nội có lời mời và rất mong câu lạc bộ thơ Thanh Oai sớm tham gia trở thành thành viên chính thức trong gia đình Lục Bát Hà Nội của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các nhà thơ, các bạn thơ, buổi giao lưu hôm nay là dịp tốt để chúng ta gắn bó tình đoàn kết, hiểu biết và học tập lẫn nhau, cùng nhau góp phần xây dựng câu lạc bộ thơ Lục Bát Hà Nội vững mạnh, góp phần đưa thể thơ Lục Bát thành quốc thi như nguyện vọng.
vọng của chúng ta hằng mong mỏi. Chúng ta đều biết thơ Lục Bát là thành quả trí tuệ của cha ông ta từ ngàn xưa để lại và ngày càng phát triển không ngừng như dòng sông chảy mãi, không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ hơi cạn và đã để lại cho đời những áng thơ bất thủ. Chúng ta ý thức được rằng thơ Lục Bát, thể thơ truyền thống, góp phần làm nên giá trị văn hóa Việt Nam. Tất cả những người yêu thơ Lục Bát đều là những người đang góp phần tích cực vào việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp, nối tiếp mạch nguồn cho sự phát triển của dòng thơ Lục Bát thiêng liêng hồn cốt của dân tộc chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức những vần thơ Lục Bát của các tác giả hội tụ về đây trình bày. Tác phẩm thì nhiều, thời gian có hạn, mong được các bạn hết sức thông cảm. Câu lạc bộ thơ Lục Bát Hà Nội sẽ còn tổ chức nhiều cuộc giao lưu tiếp theo. Hẹn các tác giả lại có dịp gặp nhau trong các kỳ giao lưu tới. Thay mặt ban chấp hành của câu lạc bộ thơ Lục Bát Hà Nội, tôi xin khai mạc buổi giới thiệu thơ hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Văn Liên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học nghệ thuật Viện Sóc Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Lục Bát Viện Sóc Sơn, trưởng ban tổ chức đơn vị đăng cai lên phát biểu và có lời chào đến tất cả các quý vị có mặt trong buổi giao lưu này. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Văn Liên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học nghệ thuật Viện Sóc Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Lục Bát Viện Sóc Sơn, trưởng ban tổ chức đơn vị đăng cai lên phát biểu và có lời chào đến tất cả các quý vị có mặt trong buổi giao lưu này. Xin chào quý vị. Kính thưa nhà thơ Ngô Nguyên Ngân, chủ nhiệm khu câu lạc bộ Bát, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa thị huynh quý mến các câu lạc bộ Bát của các quận huyện đến tham gia giao lưu này. Câu lạc bộ thơ Bát Sóc Sơn tôi bây giờ được ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Bát Hà Nội tín nhiệm cho phép đăng cai tổ chức buổi giao lưu văn học nghệ thuật này. Tôi xin thay mặt ban tổ chức, tình yêu của câu lạc bộ thơ Lục Bát Sóc Sơn xin có gửi lời chào trân trọng tới ban chủ nhiệm thơ Lục Bát Hà Nội và các quý vị đại biểu, các thi huynh quý mến. Kính thưa các quý vị đại biểu, các anh chị và các bạn trong buổi giao lưu hôm nay, Lục Bát là thể thơ độc đáo của văn học Việt Nam, rất thông dụng trong văn chương và trong đời sống hàng ngày. Theo tôi được biết, thể thơ Lục Bát có từ lâu, có lẽ phải từ hàng nghìn năm nay rồi. Để đạt được những điều đó, điều mà được làng thơ thế giới vinh danh, nhân dân ta, đặc biệt là người yêu thơ Lục Bát, đã luôn luôn nỗ lực cống hiến, không ngừng tìm kiếm, lựa chọn, sàng lọc, kế thừa, phát huy và sáng tạo, đổi mới, tạo cho thơ Lục Bát sự tinh túy và luôn đặc thù có thể bại văn học Việt Nam nói riêng và văn học thế giới nói chung. Nếu như người Nhật có thơ hai cư, người Trung Quốc có thơ đường, thì chúng ta có quyền tự hào đó là thơ Lục Bát. Đó là một thể thơ đã được từ ngàn năm tồn tại và phát triển thông qua lời ăn tiếng nói của ông bà ta xưa nay truyền lại cho con cháu. Chính vì vậy, thơ Lục Bát đã phần không nhỏ vào kho tàng văn học của nhân loại ngày càng sống động và phong phú. Ví dụ như Truyền Kiều là một biểu trưng kiệt tác của nền văn học Việt Nam. Và bài thơ Chúc Tết của Bác Hồ năm 1969 cũng là viết theo thể Lục Bát với nội dung rất dễ hiểu, dễ nhớ và long qua thắng đời vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to, về độc lập thì tự do, đánh cho Mỹ Quốc, đánh cho Bình Ngàn. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam chụp họ rất nào nguy hương, đại thương bác rất thành. Vì vậy, có thể nói đến Lục Bát là nói đến văn hóa Việt Nam, hay nói cách khác, thơ Lục Bát có thể gọi là quốc thi Việt Nam. Thơ
của bác là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta, và càng tự hào hơn nữa khi bản sắc văn hóa dân tộc đã được nhân loại biết đến, khẳng định và tôn vinh. Để góp phần cho thể loại thơ lục bát này càng phát triển và trở thành bản sắc chắc của nền văn hóa Việt Nam, ban chủ nhiệm câu lạc bộ lục bát Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức buổi giao lưu thơ lục bát ngày hôm nay. Tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn, một quyết định sáng suốt và rất phù hợp với nhu cầu phát triển và sự phát triển của xã hội, không những trong thời kỳ đương đại mà cho mãi mãi mai sau. Tôi hy vọng sau buổi giao lưu này, các chiến sĩ của các câu lạc bộ lục bát hiểu sâu hơn và còn là động lực sáng tác, nghiên cứu, nâng cao ý nghĩa và vai trò của thơ lục bát trong đời sống văn thơ của Hà Nội ta nói riêng và của nhân dân ta nói chung. Không những có thể không thế mà còn góp phần cho chúng ta nâng cao và giữ vững vị thế bản sắc của văn hóa Việt trong tương lai. Thay mặt ban tổ chức, tôi thay mặt chiến sĩ câu lạc bộ lục bát Sóc Sơn xin được nói lời chào mừng trân trọng với các quý vị đại biểu, các chiến sĩ và xin được chúc buổi giao lưu chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Cũng trong lời chào mừng hôm nay, tôi xin thay mặt các tổ chức câu lạc bộ lục bát Sóc Sơn xin cảm ơn sự tin tưởng của ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hà Nội, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo và chính quyền Nam Sơn, cảm ơn gia đình nhà thơ Nguyễn Đình Quyết đã góp đỡ và giúp đỡ và tổ chức thực hiện buổi giao lưu ngày hôm nay. Tôi thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn các thi hữu của các quận huyện đã mất thời gian, có chút thời gian quý báu và không quản đường xa và sức khỏe của người tác đã đến tham dự buổi giao lưu thơ lục bát tại miền vùng ngoại thành xa xôi này. Cuối cùng, tôi xin chúc anh Ngô Minh Ngân, các vị đại biểu, các thi hữu có sức khỏe dồi dào và thành công về mọi mặt trong cuộc sống. Chúc buổi giao lưu chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể mọi người có mặt trong buổi giao lưu này, về dự với chương trình đặc biệt này, các quý vị đại biểu và các vị khách quý đã mang về với chương trình giao lưu hôm nay bầu không khí tràn đầy thân thiện, tràn hòa tình cảm cùng với những bó hoa tươi thắm và những món quà đầy ý nghĩa. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đầu Xuân Hội, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học nghệ thuật xã Nam Sơn, đại diện cho đơn vị đăng cai lên tặng hoa, và xin kính mời hai ông Ngô Minh Ngân và ông Đào Văn Liên ra đón nhận hoa. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn, thi huynh, thi hữu của tất cả các đoàn đã có mặt trong chương trình giao lưu. Mặc dù đường xá xa xôi, thời tiết mùa hè nóng bức oi ả, song tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn thi huynh, thi hữu, những nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà viết kịch, viết nhạc vân vân đã có mặt tụ hội về đây đông đủ để cùng nhau tham gia giao lưu, học hỏi và thể hiện những tiết mục do chính bàn tay, khối óc và trí tuệ của mỗi người chúng ta tạo nên. Hôm nay sắp đến ngày 27 tháng 7, ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ, để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, mời quý vị đến một bài thơ viết về đề tài này của nhà thơ Dòng Đào, câu lạc bộ thơ lục bát huyện Sóc Sơn với tựa đề Ngày Con Đi. Xin mời tác giả Đào Dòng lên thể hiện bài thơ này. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quách và Hà Đông chuẩn bị. Ngày
vừa giữ già đã yêu với đời.
kính thưa toàn thể quý vị, như phần đầu tôi đã giới thiệu, có một nhân vật rất quan trọng, đó là Hội Quảng cáo Việt Nam, con cháu của nhà thơ Nguyễn Kính Quyết, đơn vị sở tại ở tại địa bàn xã Nam Sơn, lên tặng hoa cho hội nghị, đề nghị ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và xin trân trọng kính mời hai ông Ngô Quỳnh Ngân và ông Đào Văn Liên lên đón nhận món quà này. Trong ban chấp hành của câu lạc bộ Quách Hà Nội hôm nay đến đây dự là còn có hai phó chủ nhiệm nữa, là phó chủ nhiệm Nguyễn Kính Quyết và phó chủ nhiệm Hà Hưng. Xin mời chị Hà Hưng lên sân khấu để chúng ta nhận hoa của gia đình Nguyễn Kính Quyết cho bạn. Nghĩa tình sâu sắc từ đáy lòng.
càng nghe càng thấy thật thiết hơn. Mời các bạn cùng đến với bài thơ Đợi Con của nhà thơ Kim Phi, đoạn Cầu Giấy. Xin trân trọng kính mời tác giả lên thể hiện tác phẩm. Nhà thơ Tô Viết, đoạn Thanh Xuân chuẩn bị. Ngàn sau mỗi tuổi mỗi già
mẹ lần theo vết ché ngà tìm gọi, vượt qua bao suối bao non, nhìn lên núi sóc lửa còn bốc cao, bầu trời nhấp nháy vì sao, chôn chân mẹ đứng thét cao con ơi. Xin cảm ơn. Tháng 7 là tháng vui quy vui lan báo hiếu, tháng heo may hứa hẹn cho nhà nông những mùa vụ bội thu. Nhà thơ Đặng Quốc Chiến đã chấp bút và sáng tác những bài thơ lời ru tháng 7. Mời quý vị cùng đến với bài thơ này do tác giả Đặng Quốc Chiến và đoàn Thanh Hoa thể hiện. Xin trân trọng kính mời nhà thơ Thu Bá Thanh, đoàn Thanh Xuân chủ bị. Trước khi trình bày bài thơ này, tôi xin kính chúc các vị lãnh đạo của thơ đường Bắc Việt Nam, kính chúc tất cả các kỳ vị lý của giao lưu thơ phải thương binh 2017 năm nay. Sau đây tôi trình bày bài thơ lời ru tháng 7. Dậy đi bạn chiến đấu ơi, kể chuyện bom đạn đầy vơi ngày nào, máu xương ngập đỏ chiến hào, mịt mù khói lửa con tàu Trường Sơn, đau thương tan tóc căm hờn cuộc đời chính chiến mà sao huyền thoại
tròn trịa năm ngàn xuân 18, ngàn ngát hương rừng cỏ non tơ. Trời trong khoe sắc làng mây trắng, hồng bềnh ôm nhẹ núi xanh lơ. Anh đứng bên này mê mải ngắm, hẹn thùng em dù án vân thương. Xin cảm ơn ạ. Có được cuộc sống hôm nay, ta nhớ đến ngày bác đã ra đi. Khó khăn gian khổ hề chi, dốc lòng dốc sức cũng vì nước non. Đến cả nhà thờ là nơi bác đã ra đi tìm được cứu nước. Mời quý vị nghe bài thơ Thăm đến nhà thờ của tác giả Bích Chiêm, câu lạc bộ thơ Lùng Bắc, quận Cầu Giấy. Kính mời tác giả đi thể hiện tác phẩm của mình. Nhà thơ Đinh Văn Cầu, đoàn Hà Đông chuẩn bị. Gửi lời chào trân trọng tới các quý vị đại biểu và các thi huynh thi nữ.
hiếm, đó là bài Hà Tây Quê Luồng. Hẳn quý vị còn nhớ hình ảnh cô gái xuôi hai, chàng trai cầu rẽ. Giờ đây có một nhà thơ trên chính quê hương đó, đó là nhà thơ Đinh Văn Cầu. Anh đã sáng tác bài thơ với đầu đề Xuân Trên Quê Luồng. Xin được trân trọng kính mời tác giả Đinh Văn Cầu, câu lạc bộ thơ Lục Bát, quận Hà Đông lên trình bày tác phẩm của mình. Nhà thơ Đào Văn Liên, đoàn Sóc Sơn chuẩn bị. Thưa quý vị, là thành viên câu lạc bộ thơ Lục Bát Hà Đông, hôm nay tôi xin phép được trình bày bài thơ Xuân Trên Quê Luồng. Xuân về quê lụa Hà Đông, thăm nàng vạn phúc ai không nức lòng. Xe tơ kéo kén vân hồng, sợi vàng ống ấy bềnh bồng sắc hương. Thanh hoàng ả lã đê lương, khởi nghề canh cử quê hương lụa nàng. Nổi danh sản phẩm quê ta, hoa văn họa tiết tinh hoa ngàn đời. Lụa tơ đi khắp phương trời, kiểm tô nhan sắc cho đời đổi thay. Bóng ai trong gió hương bay, hình ai in bóng chân mây cuối trời. Đón xuân dạo cảnh xuân chơi, mang dòng tơ lụa sáng ngời nhuệ răng. Vào làng thăm xưởng xem hàng, du xuân quê lụa ngắm nàng thông tơ. Đến sông mơ mộng mộng mơ, khách đi dạo phố mê cô gái nàng. Em mang áo lụa thật sang, trai thanh gái nghịch nhẹ nhàng dáng đi. Lụa lân cánh tuổi xuân thì, say lòng nữ khách đang kỳ bội thơ. Vào làng vạn phúc như mơ, xuân trên quê lụa hồn thơ vọng về. Tình yêu trong một gia đình, ơn sâu nghĩa nặng, mối tình mẹ con. Ăn mình mẹ chẳng thấy ngon, mông cơm mẹ chỉ muốn con ngồi cùng. Tình cảm mẹ con sâu nặng biết nhường nào khi được tác giả Đào Văn Liên, câu lạc bộ thơ Lục Bát, viện Sóc Sơn khắc họa từng câu chữ trong bài thơ Mông cơm mẹ đợi con về. Mời quý vị cùng đến bài thơ này do tác giả Đào Văn Liên thể hiện. Nhà thơ Vân Nga, đoàn Cầu Giấy chuẩn bị. Mông cơm về đời con về, con biết kính tại má thím chín người con trai không thể giống bạn để sau. Nhớ thương thắp nhắn hương thơm, con ơi về nhắn mông cơm má trời. Thương con trong cả giấc mơ, ngày ngày mong nhớ đợi chờ các con. Bây giờ nước Việt tròn, hai miền thống nhất, nước non một nhà. Hôm nay đi tưởng hôm qua, chiến thắng má tiến xa nhà đến non. Má thương má nhớ mỏi mòn, cả thằng cháu ngoại má hôn hôn vàng. Hôm nay trong gió lao sao, đã về thăm má, má và các con. Cháu con vì nước vì non, đâu không thăm má, chưa tròn đạo con. Má không chắc giật thời mà yên lòng thấm, nước non hải hoàng. Ai lên Tây Bắc xa xôi, Điện Biên vẫy gọi xin mời ghé thăm. Dưới những ngày tháng năm lịch sử, hình ảnh Điện Biên lộng lẫy dưới những cánh rừng hoa ban nở trắng. Phong cảnh tuyệt vời này đã được nhà thơ Vân Nga, câu lạc bộ thơ Lục Bát, Cầu Giấy khắc họa lại trong bài thơ Thăm Lại Điện Biên. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ này do tác giả Vân Nga trình bày. Xin trân trọng mời nhà thơ Phạm Thu, đoàn Thanh Xuân chuẩn bị. Phạm Thu, đoàn Thanh Xuân. Điện Biên thắm lại một ngày.
mỗi vần thơ là một câu hát, mỗi câu hát là một vần thơ, bởi mỗi bài thơ và điệu phổ nhạc thì sức mạnh của nó được tăng lên mỗi phần. Mời quý vị cùng đến bài thơ Ngân Khúc Tráng Ca của tác giả Phạm Thu, câu lạc bộ thơ Lục Bát Thanh Xuân sáng tác và thể hiện. Xin kính mời tác giả thưởng thức. Nhà thơ Kim Sơn và Minh Ca của đoàn Thanh Hoa chuẩn bị. Thank you.
xin thông báo với tất cả quý vị tên gọi xã này là xã Nam Sơn, một xã anh hùng của huyện Sóc Sơn. Nam Sơn phong cảnh hữu tình, đất trời hòa thuận, gia đình ấm êm, con người chung thủy sắt son, kết làm xây dựng quê hương mạnh giàu. Nắm bắt chủ trương này, nhà thơ thứ bảy ở câu lạc bộ văn học nghệ thuật xã Nam Sơn đã sáng tác bài thơ Sóc Sơn anh hùng. Mời quý vị cùng đến bài thơ này, nhà thơ Đàm Thị Duyên ở Sóc Sơn chuẩn bị. Xin chào các quý vị khách quý, em xin đính chính lại là Lam Sơn anh hùng đấy ạ. Em xin đọc bài thơ Lam Sơn anh hùng. Nam Sơn là xã anh hùng, bao năm kháng chiến kiên trung phi thường, tuổi xuân tình nguyện lên đường, còn người ở lại hậu phương vững vàng. Được người Nam Sơn hiểm nguy già vẫn sắt son, đồng tâm hiệp lực giữ tròn sân bay. Quan quân Mỹ thả đêm ngày, chúng đi ta lại săn, chúng đi ta lấp san ngay thành đường. Trẻ già trai gái kiên cường, bắt sống giặc lái tấm gương sáng ngời. Chỉ khâu mẹ vá gửi nơi chiến hào, ấm lòng chiến sĩ biết bao. Quân dân đoàn kết giặc nào cũng thua, tăng gia sản xuất sớm chưa, thóc rau không thiếu quân thừa chỉ tiêu. Gửi ra tiền tiến thân yêu, tiếp thêm sức mạnh lập nhiều chiến công, góp phần thống nhất non sông. Mỏ đào to thắm cờ hồng tung bay, tự do độc lập hôm nay, phát huy truyền thống những ngày vinh quang. Xin thế đại có được cuộc sống êm đềm như ngày hôm nay, chúng ta vô cùng cảm ơn các thế hệ đã anh dũng hy sinh để giành lấy cho chúng ta nền độc lập tự do trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Giờ phút này đây, những người vất vả nhất đó vẫn là những người đêm, những người ngày đêm lo canh giữ đất trời nơi biên giới hải đảo. Sau đây kính mời quý vị thưởng thức một bài thơ với tựa đề Thương Người Lính Đảo, tác giả Đàm Thị Duyên, câu lạc bộ thơ Lục Bát Sóc Sơn sáng tác và trình bày. Xin trân trọng kính mời nhà thơ Nguyễn Khánh Phiên, Đoàn Hà Đông chuẩn bị. Con thơ níu áo bám theo cả ngày, nồng ta anh
để anh sớm được đoàn viên quê nhà. Sau đây, mời quý vị cùng đến một bài thơ với nội dung rất cảm động trong những ngày tháng tri ân của tháng 7 này. Đó là bài thơ Rước Cha Về của tác giả Nguyễn Danh Phiên, câu lạc bộ Thu Lục Bát Hà Đông do tác giả thể hiện. Mời quý vị cùng thưởng thức. Tiết mục khác Mùa Hoa Cải của Đoạn Thanh Xuân chuẩn bị. Xin đọc. Con đi kháng chiến, cha đi kháng chiến không về. Bắn cha mẹ giữ lời thề sắt son. Quay ngày thân thẳng nhéo hôn, thờ chồng với lại cuốn con nên người. Khó khăn gian khổ một thời, vì chúng son sắt trọn đời với cha. Thương người chặt mặt sống pha, hy sinh xương máu cho nhà bình an. Nước nhà thống nhất Bắc Nam, cha còn nằm lại Trường Sơn xa bờ. Chúng con xin hứa với người, bước cha về để nhà vơi nỗi buồn. Một đời chung thủy sắt son, cha về đây mẹ sớm hôn bên người. Mong đợi mẹ tôi hiếu chung con nguyện trọn đời khắc ghi. Kính thưa toàn thể quý vị, hân hoan trong buổi giao lưu, hội trường thưởng thức rất nhiều thơ hay. Bây giờ để thay đổi không khí một chút, mời quý vị cùng đến một ca khúc Mùa Hoa Cải của đoàn câu lạc bộ thơ Lục Bát quận Thanh Xuân, sáng tác thơ Nghiêm Thị Hằng, sáng tác nhạc Lê Vinh, người trình bày Nguyễn Thị Phúc Đồng. Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Nhà thơ Nguyễn Ích Viết, đoàn Sóc Sơn chuẩn bị với bài Bước Trên Quê. Oh,
quê hương là chùm thế ngọn cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không nhìn thấy nổi thành người. Hình ảnh quê hương thân yêu cho dù ở bất cứ nơi đâu nó đều nằm sâu trong ký ức. Mỗi bước chân đi là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ của tác giả Nguyễn Bích Tuyết, câu lạc bộ thơ Lục Bát Sóc Sơn với tựa đề Bước Chân Quê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tam ca của Nam Sơn. Xin mời các bác, và tôi được giới thiệu với các bác mình luôn để phần cuối. Tôi xin phép thay đổi cái đầu đề. Tôi đọc bài Hình Hài, viết về gia đình tôi, viết về cha tôi là lão thành cách mạng và là liệt sĩ, nhân ngày sinh liệt sĩ. Hình Hài sinh ra chưa biết học trang, con nghe kể lại những là vẻ vang. Mẹ em cha đẹp nhất là y sinh anh dũng không màng lợn lành, xót xa tuổi trẻ đầu xanh. Cha đi mẹ hóa con thành mồ côi, cha con bị kém làm đôi, đầu bêu trợ trạ máu trôi sông cầu. Bây giờ đầu sát rìa nhau, muốn có hài tốt biết đâu mà tìm. Nghe mà muốn nói con tim tấm tìm xương chẳng khác mò kín đáy hồ. Hình Hài dưới nước trong khô, tấm gương người dựng cơ đồ có công, đã từng qua núi qua sông đi làm cách mạng một lòng quyên sinh, đã từng cứu tướng rèm đinh có công với nước gia đình vẻ vang. Để cho con cháu đàng hoàng ấm no đầy đủ xóm làng vây quanh, từ nơi bước thẳng rừng xanh, Hình Hài cha đã hóa thành thiên thu. Xin cảm ơn các bạn. Bài hát Về Miền Quê Xanh của nhạc sĩ Hoàng Đạt, một người nhạc sĩ rất nổi tiếng của câu lạc bộ văn học nghệ thuật huyện Sóc Sơn và một thành viên trong câu lạc bộ thơ Lục Bát Sóc Sơn. Anh sáng tác bài hát này. Hôm nay bài hát do tam ca nữ của câu lạc bộ văn học nghệ thuật xã Nam Sơn thể hiện. Xin được trân trọng kính mời nhà thơ Nguyễn Khoái ở quận Hà Đông thử. Mười ôn quanh ngọn đàn hồ xuân.
một nhà thơ câu lạc bộ thơ Lục Bát quận Hà Đông. Thơ ông rất dí dỏm, chất lọc câu chữ sâu lắng, đi sâu vào lòng người để khiến ai khi nghe thơ ông đọc dù chỉ một lần cũng đọc mãi trong tim. Mời quý vị cùng đến với bài thơ Phất Phơ Lông Lỗng do tác giả Nguyễn Khoái sáng tác và trình bày. Xin trân trọng kính mời tác giả. Nhà thơ Lê Tự Do, Thanh Hải, đoàn Thanh Hoa chuẩn bị. Xin thưa các anh chị ạ. Thưa các anh các chị, là về cổ loa có một điều rất đặc biệt cho chúng ta là có một cái tượng của nàng Mị Nương mặc áo long bào rất đẹp, to béo khỏe mạnh, nhưng mà thưa là không đổi. Và cái bức tượng ấy làm cho rất nhiều thế hệ phải suy nghĩ là tại sao nàng đẹp như vậy mà mất đầu, người ta không thờ cái đầu đâu. Tôi viết bài thơ là Phất Phơ Lông Lỗng. Chạm vào thành quách hoang sơ, mị châu ơi, sau đầu trơ mất đầu. Nghìn năm vết trắng còn đau, phất phơ lông mộng trắng phao gió rừng. Phải từ đời các vua hùng, mà giờ tôi bạn mới cùng tâm giao. Gọi tên hai tiếng đồng bào, nén hương thắp ở nơi nào vẫn quê. Từ trong cổ tích gọi về, huy hoàng thịnh trị, thảm phê cõi trần. Nghe trong mây gió vũ vần, binh đao máu ứa ầm ầm quân xeo. Lồng ngỗng bay trắng trời chiều, vua cha thúc ngựa, gương đeo cạnh sườn. Giặc đuổi theo sát bên đường, lưỡi hương loang máu, Mị Nương rơi đầu. Nghìn năm viết trắng còn đau, phất phơ lông ngỗng trắng phao gió dần. Xin hết. Mỗi làng quê đều có một niềm tự hào riêng của quê hương mình. Niềm tự hào đó đã được tác giả Lê Tự Do, câu lạc bộ thơ Lục Bát, huyện Thanh Oai khắc họa trong bài thơ Nón Là Chuông. Mời các bạn cùng đến bài thơ này qua dòng ngâm của nhà thơ Thanh Hải. Nhà thơ Vũ Hùng, quận Cầu Giấy chuẩn bị. Thank you.
khuya sớm tảo tần, nuôi con khôn lớn mười phân đẹn mười. Nay con đã trưởng thành rồi, nhớ tới cha mẹ, những người dưỡng sinh. Mời quý vị cùng đến một bài thơ hay với tựa đề Bầm Tôi của tác giả Vũ Hùng, câu lạc bộ thơ Lục Bát Cầu Giấy. Xin trân trọng kính mời tác giả thể hiện bài thơ này, nhà thơ Nguyễn Xuân Thành và Bích Thủy, đoàn Hà Đông chuẩn bị. Thưa các quý vị thi vinh, thi hưng, tôi xin đọc bài thơ Bầm Tôi. Viết cách đây hơn 50 năm rồi, tặng bà mẹ vợ tôi, người mà thân sinh ra bà Nguyễn Thị Mão, vợ tôi. Bà Nguyễn Thị Mão thì trước đây 4 năm công tác đầu đời thì công tác ngay tại trường phổ thông cấp 2 Nam Sơn, Nam Sơn đây. Hôm nay rất tiếc là bà Mão thì có việc bận đặc biệt cho nên không thể đi được, và cũng rất tiếc. Thế thì bây giờ tôi xin đọc cái bài đó, bài thơ nếu cụ mẹ vợ tôi mà còn thì này cụ mất cách đây hơn 10 năm rồi, nếu còn là cách chắc chắn là gần 110 tuổi. Bây giờ tôi xin đọc cái bài đó. Bầm tôi năm nay bầm ngó 60, bầm thương con cả một đời vì con. Tám cô con gái lớn khôn có bầm nuôi dạy sớm hôm tháng ngày. Bầm ơi nghĩa này ơn dày, bầm khi tứ mái ơn ngày nhà quen. Bầm của con rất dịu hiền, áo nâu yếm vải váy đen bạc màu. Tuổi già bầm đã gì đâu, vẫn trồng cây vẫn dai dầu vẫn quen đi sớm về trưa. Chắc chiêu cần chào từ xưa đến giờ. Bầm thương con thật vô bờ, là con kẽ tóc chân tơ việc đời. Con là cháu ở xa xôi, bầm đi bộ đến tận nơi khác cùng. Cho con tiền gạo đồ dùng, bao nhiêu cũng chẳng thỏa lòng bầm thương. Lo cho con đủ mọi đường, bầm ơi con mãi mãi thương nhớ bầm. Thời tiết những ngày tháng 7 rất nóng và oi bức, song dư âm của không khí đèn lưng đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, vân vân, vẫn từng phút từng giây luôn nhắc nhở chúng ta và thôi thúc chúng ta hãy luôn ghi nhớ về quá khứ, đừng có bao giờ được lãng quên. Mời các bạn cùng đến bài thơ Phúc ơi, sáng tác thơ Nguyễn Xuân Thành do nhà thơ Bích Thủy chuyển thể hát chèo. Minh Quang trình bày. Đây là tiết mục của câu lạc bộ thơ Dùng Bát Hà Đông, mời mọi người cùng thưởng thức. Nhà thơ Đàm Bình ở Sóc Sơn chuẩn bị. Chỉ bằng mắt
sống trong một gia đình, dù cho ở cương vị nào thì mỗi người chúng ta cũng đều phải nghĩ tới hai chữ đạo lý. Mời toàn thể quý vị cùng đến với bài thơ với tựa đề Đạo lý gia đình, sáng tác và trình bày tác giả Đạo Bình, Tôi Mở Thôi Lục Bát Sóc Sơn. Tiếp mục hát Sợi Nhớ Sợi Thương của đoàn Thanh Oai chuẩn bị. Đời mình bố mẹ sinh ra, cớ sao phải gọi ông bà thay con? Nghĩ về đạo lý vuông tròn, có mẹ thì mới có con ra đời, có cha tạo dựng cơ ngơi thì con mới có cuộc đời nở hoa. Trời cao đất rộng bao la, công cha nghĩa mẹ mới là của con. Từ khi còn bé tí hon, ôm bầu sữa mẹ con còn nhớ không? Đến khi đủ cánh đủ lớp, chính cha nhóm ngọn lửa hồng con bay. Bố mẹ dán sông vòng tay, nuôi con khôn lớn, đón ngày vinh quang, tự hào với xóm với làng, vinh dự với cả họ hàng anh em. Con thử nghĩ kỹ mà xem, tương lai cuộc sống ai đem cho mình? Mẹ cha chấp nhận hy sinh, con mới có được gia đình. Con ơi, xin hãy sôi động của mùa hè tháng 7 thì hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ vượt Trường Sơn thân yêu lại hiện về trong tâm trí của tất cả những nhà thơ ngồi đây. Mời các bạn cùng đến bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do ca sĩ Ngô Thanh Thanh, câu lạc bộ thơ Lục Bát, huyện Thanh Oai biểu diễn. Mời quý vị cùng chú ý đón nghe. Nhà sơ Đinh Thiên Hương, đoàn Cầu Giấy chuẩn bị.
cầu khẩn muôn phương muôn tuần vẹn toàn, cầu chúc cho mưa thuận gió hòa, xóm làng yên ấm, mọi nhà đông vui, chúc cho xã hội đẹp tươi, cho mọi nhà đầy ắp tiếng cười. Mời các bạn cùng đến với một bài thơ với tựa đề Một ngã đình chùa, một ngã chợ đông, sáng tác và trình bày của tác giả Đinh Thiên Hương, câu lạc bộ thơ Lục Bát, quận Cầu Giấy. Xin trân trọng kính mời tác giả. Bài hát chào lỡ hội, lời hẹn hoa ban, chuẩn bị. Tôi xin đọc bài thơ Một ngã đình chùa, một ngã chợ đông. Làng tôi có một con đường dẫn ra hai ngã chợ đông đền chùa, bên này chen chúc bán mua, bên kia u tịch mưa thưa bóng người, một bên hối hả nói cười, một bên thong thả những lời kệ kinh. Chợ quê buôn bán linh tinh, đền chùa chuông mõ thinh không thả hồn. Đi chợ tìm thức ăn ngon, vào chùa tâm tĩnh nguồn cơn nỗi niềm. Đến chùa giữ phép tôn nghiêm, chợ đời bát nháo luôn phiên chợ đời. Một bên trần tục giữa trời, màu thiền thanh tịnh là nơi đền chùa. Thế mà hòa hợp lạ chưa, từ xa xưa vẫn đền chùa chợ đông. Bảo rằng sắc sắc không không, sống đời vui đạo thanh thông diệu kỳ. Xin hết ạ. Bài hát chèo lời hẹn hoa ban của Lê Cường do ca sĩ Lê Cường, câu lạc bộ thơ Lục Bát, quận Cầu Giấy trình bày. Xin mời nhà thơ Bích Việt, đoàn Cầu Giấy chuẩn bị. Quê
Kính thưa toàn thể quý vị, trong chương trình giao lưu hôm nay, câu lạc bộ thơ Lục Bát quận Thanh Xuân đang có chương trình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập của câu lạc bộ. Hôm nay đoàn có mang về tặng món quà cho ban tổ chức hội trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời nhà thơ Nguyên Ngân, nhà thơ Đỗ Trung Vinh, nhà thơ Nguyễn Đức Viết để đón nhận món quà này. Xin trân trọng kính mời. Bye.
Sau đây kính mời quý vị đến một bài thơ vui với tựa đề Cốt Số do tác giả Hiếu Hoành, câu lạc bộ văn học nghệ thuật xã Nam Sơn trình bày. Tác giả Đầu Xuân Hội chuẩn bị. Hôm nay đến chung vui với câu lạc bộ Bát Nhạc. Tôi có chuẩn bị một bài thơ vui viết theo câu chuyện trên đài tiếng nói về Lăng với tựa đề Tốt Số. Bài đài lúc 22 giờ có chuyện bất ngờ nghe thật sướng tai. Có cô vừa hỏi trên đài, tôi đây thất thập đã ngoài mấy liêng. Bà lão vì cháu vì con đi miền Nam ở đã tròn mấy năm. Tình cảm cách núi cách sông bao giờ có dịp để ông gần bà. Có cô gái hóa thành nhà hàng ngày thương cụ thật là đơn cô. Hai nhà chung dậu mùng chơi đêm đêm làm đến thăm tôi chẳng về. Ông cho bố làm chẳng muốn về, thương ông chăn lạnh núi cà qua đêm. Trai hùng gái thuyền quyên, mấy ai đã được hơn duyên phù này. Phân vân cụ hỏi lên đài, có đến tiếp tục tình ngoài hay thôi. Đại rằng tốt số phù ơi, châu về ở phố thì thôi tạm dừng, xin em. Mời quý vị cùng đến với một bài thơ Rạng Rỡ Việt Nam. Tác giả Đầu Xuân Hội, câu lạc bộ đọc văn học nghệ thuật xã Nam Sơn, do Trần Thị trình bày. Hồng Biển chuẩn bị.
Thank you.
Sơn, tỉnh đất tỉnh người. Mời quý vị nghe bài thơ Nam Sơn đổi mới, sáng tác của nhà thơ Hoàng Ngân, câu lạc bộ văn học nghệ thuật xã Nam Sơn, do chính tác giả trình bày. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Come on.